សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាកម្មវិធីអដូបសបថ្ងៃនេះគឺគ្រឿងតិចកុំព្យូទ័រនឹងនាំមកជូននៅកម្មវិធីមួយតាក់ទងទៅនឹងការឌីហ្សាញគឺកម្មវិធី Photoshop ហើយថ្ងៃនេះគឺគ្រឿងតិចកុំព្យូទ័រនឹងបង្ហាញកលលមួយតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគូរផ្កាដោយយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា Brush Tool Styli and Win ហើយយើងប្រើ Warm ដែលជា Tool សម្រាប់ពត់ហើយយើងប្រើ outer glow ដើម្បីដាក់ពណ៌ឲ្យផ្កាអូខេអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាគឺយើងទីមួយគឺយើងចូលទៅកាន់ពណ៌ដើម្បីបង្កើត background វាហើយយើងលុបពីទៅញូហើយយើងយកខ្សែវាគឺផ្នែកទឹងគឺយើងយក10.4ហើយកម្ពស់យក900ហើយចុច okayអត់តោះមកគឺយើងធ្វើការដាក់ background វា background គឺខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបង្កើត layer មួយយើងបង្កើត layer មួយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅយកឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា brush tool ហើយយើងយកខ្សែវាគឺ9កំណត់ខ្សែវា9ហើយចុចស៊ីវិជ្ជាធ្វើការអុកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់filter styline win from the left ហើយចុច control s 3ដងហើយបន្តមកទៀត control sort ហើយ right click យកពីថា warm ហើយធ្វើការពត់វា warm នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ពត់វាបែបហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងចាប់ទាញបែបនេះមកហើយបន្តមកគឺ enter បដាច់វាខ្ញុំសេរីឲ្យវាចំកណ្ដាលសិនអញ្ចឹងយើងធ្វើការសេរីវាចំកណ្ដាលបាទចំកណ្ដាលបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងរំកិលវាទៅផ្នែកខាងនេះបន្តិចសិនអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង right click ទៅលើវាយកពី select pixel អូខេបន្តមក control sort ហើយចាប់ទាញកន្លែងនេះដាក់ចំចំណុចកណ្ដាលកន្លែងនេះហើយធ្វើការ move វាធំពេកអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការបរួមវាទៅយ៉ាងហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងទាញចំណុចកដាវាដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ move វាមួយយ៉ាងមកហើយ enter បន្ទាប់មកគឺយើងចុច control shift r ហើយ shift t Oh my god it's wrong thing so ដូចតែយើងធ្វើកន្លែងនេះមុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបរួមវាម្ដងទៀតសិនអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់នេះចំចំណុចកដាម្ដងទៀតហើយធ្វើការ move វាបាទហើយ enter control shift សូទីអូ wrong what's wrong អូខេអញ្ចឹងយើងរួមកន្លែងមុនសិនណាខ្ញុំរួមសាយវាកន្លែងមុនញ៉ាំមកញ៉ាំមកវាធំយ៉ាងតិចទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងអូខេបន្ទាប់មកគឺយើង right click ទៅលើវាម្ដងទៀតយក select pixel control sort ទាញពណ៌នេះដាក់ចំចំណុច goal ខាងនេះមកហើយយើងធ្វើការ move វាអូខេ enter control shift also f 1 control shift also f what's wrong ចាំមកទេបន្ទាប់មកគឺយើងចុច control shift also t not also f អញ្ចឹងគឺសំទុះដោយសារច្រឡំអញ្ចឹងចុច control shift also t អូខេអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានស្ទាប់ការបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំថែមមកស្ទាប់ទៀតណាអូខេអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបានស្ទាប់ការបែបនេះហើយ
chẳng cứ dùng thuốc ca duplicate layer duplicate right click control D dẫn right click giúp bị ta duplicate layer control số thì rùa mìa enter ok cứ dùng 10 layer tập pin một chỗ này đòi check control số E tốt màu cứ dùng cho từ cái này dùng cho bị ta outer glow hầu dùng trước rất bộ để dùng trong bàn ok chắc nhầm dục cá bộ trúi chỉ hồi nhóm vô cái loại này rồi bị rồi và sẽ thì biết chọn thử cho bạn hồi sai cái loại này cứ như mọi giờ thì bây giờ chọn ở miền outer cứ khẳng cao nhé outer cái lỗ chẳng nhìn chọn ở miền phía phía nó khẳng cao thì dùng bởi phía tay nhỏ chọn ở miền nhưng mà thôi rồi cô ở miền trầm pi chẳng đời ok bây giờ mà tiếp tục dùng cho ok tốt nó control số thì bằng đua mía ở tàu chân mình tự nhưng đặt phần năng tới enter top máu cứ dương thua cả đặt một vô ở việc chẳng cứ dương cho tất cả phản hỏi cho cái lại này với cặp bột bìa ok top một tiền cứ dừng cho tập hệ năng tự thái hồi cái lại này cứ dừng dục bị tập hạ đâm bây ao bị mình tập xài chẳng ná hãy bây tốt một tiền cứ dừng right click dục bị tập stroke path hãy dừng dục bị tập brush tool hãy chết ok hãy chết enter Android cái nhầm thua ca chấp kênh đi trong Chrome tự lại này hả ok bắt đầu một tiệt dân ai thua về miền pi bay tàu nữa trong mùa vô những thời trên mùa vô pi bay đấy ok right click stroke path hồi trước ok enter click cái này một mũi tiết pen right click stroke path ok enter ok chẳng cứ dừng bàn vô bài này ok cái này cứ dừng ai put về bài thán chúng khi nhóm pro transform ok này đi sao để dùng pro hỏi là dùng phần nằm cho ok bắt đầu mà tiền cứ khi nhóm thuốc ca copy đi á thì phí thì bày dần đấy ok bắt đầu một tiệt cứ việt tre miền mình vô nó tàu với miền trong lại này lưu tích chắc nhung thuốc ca chưa được rửa giúp rắc thù sai với cứ giờ thông thì tới
mình vô 20 thấy tôi kế mình vô 40 lệnh giờ máu OK, to mặt tiền cứ dân phương đào ở cả mặt tiền. Lại nữa tôi mang tập tập. OK, cho nhầm tập lại mùi sắn. Nhưng thôi sẵn nhưng thôi chứ lo chứ OK cho người nhầm tiền về mùi mùi đặt kia sẵn đúng chứ bị chuột nào lại mùi tiền OK chắc cứ giờ đặt về hỏi tạm nhận thừa cả cục pì ở về trong mặt thì à. Ok. Ok. Tôi mới dùng phương cách copy vậy. OK, cái tốt mặt tiết cứ dùng phơ đào mà viết cho dùng bậc lấy giờ muối, háo dùng bờ thú, hồi đào viết cứ dùng giờ tập bốn, hồi dùng dấu phò viết, chân đào về chân dùng giờ phò, như cho phò dùng đấy. OK, tấm mắt cứ dùng pen thủ từ đá làm bay cu đào mì pen thủ right click dùng từ stroke pad. OK. OK, bắt đầu mở cứ dùng bột cái này muối.
Okay, right click, dùng từ từ stroke card. Tôi mà tiếp, lại này mình vô lại này, dạ, yeah. À, chẳng cứ lại nắng, dùng cột cứ lại mình muối. Right click, drop part. Okay. Tôi một tiết cứ dừng enter hầu dừng click cái này một tiết dừng put cái này dừng đặt cái này hầu right click dục từ stroke part hầu dừng click cái này một tiết chẳng cứ dừng click cái này right click dùng cái từ stroke path ok và tôi một tiết cứ dùng cho tất cả các thủ từ đấy dùng với cả rơ nơi ốp có mối từ rụp cài bài này dùng bậc cao layer thamay mối hỏi dùng cho tôi cái lại này hỏi dùng thứ scale về bài này máu hỏi bê thì dùng ổ tới về nông chân dầm tay một đoàn ok sẽ ok chẳng dừng đạo về à thì nó cho chân các bạn đấy ok chẳng cứ bắt đầu máu cứ dừng ai cho được nồng nít sẽ rời về một tháng dừng ai cho từ căn stroke anh ấy stroke cứ dừng đã qua về thế chẳng color overlay chẳng người bắt đầu tiếp cứ dừng right click lên về một đồng tiếp dùng vô blending option rồi bắt đầu tiếp cứ dùng vô outer glow rồi dùng ai vừa cả đồ của chân nhưng vô pho so tại một đồng đất rồi dùng blue rồi cái này nhé nhưng vô soft light soft light chẳng anh cái này nơi lớp ca nó bị riêng phlư ok chẳng cứ nơi nông mê rê mùa ní cứ chẳng ơi nè tăng ngọt ní chết vượt ca bạp nâng ok chẳng cứ ọc quân xùm rạp ca tam đá nơi video rồi bọc Green Tech Computer rứ cô nơi nông channel Green Computer đây chia channel robot Green Tech Computer bằng tay dương ở màn đặt chung thờ Green Tech Computer thế cứ dương đặt chung thờ Green Computer hỏi bà xem chia prey mất nét sắc xa
ពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមប្រិយមិត្តចុច like share subscribe ហើយយកពាក្យចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification មានន័យថាគឺយើងនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេនៅពេលដែល Grintech Computer ឬក៏ Channel រៀន Computer បានធ្វើការផុសអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះចឹងសូមជូនពរប្រិយមិត្តជួបតែសំណាងល្អអរគុណសូមជម្រាបលា